thủy đậu đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành lây lan nhanh ở cả người lớn và trẻ em chuyên mục sống khỏe ngày hôm nay sẽ tiếp tục cung cấp tới quý vị những kiến thức cần thiết về bệnh dịch này như là con đường lây truyền và một số cách điều trị thủy đậu hiệu quả dạ thưa bác sĩ bệnh thủy đậu có lây không và lây truyền theo đường nào ạ? bệnh thủy đậu là một cái bệnh lý do virus, tế bệnh lý virus thì hoàn toàn có thể lây, thế và cái bệnh lý này thì thông thường hay có lây theo mùa. Nếu như các chất xuất tiết của bệnh nhân hoặc là của các cháu bé bị mắc bệnh đó mà không được bảo không được vệ sinh sạch sẽ thì cái phát tán ở môi trường bên ngoài và chúng ta sẽ lây qua cái đường không khí qua đường hô hấp đi vào trong cơ thể của chúng ta. Thưa bác sĩ, thấy bảo bệnh thấy nói là bệnh thủy đậu tắm bằng rau chân vịt và bôi khi len thì có đúng không ạ à, thông thường bệnh nhiễm thủy đậu là một cái bệnh lý mà khá là diễn biến khá là nhẹ nhàng thôi chúng ta đừng có nghĩ nặng nề với các bệnh lý này Đấy, và à, khi mà cháu bé bị xuất hiện các tình trạng bệnh ở giai đoạn đầu với các tình trạng nổi mụn nước nhỏ thì chúng ta cần đầu tiên chúng ta giữ sạch sẽ toàn thân cho đứa trẻ. Thế sau đó thì chúng ta bôi cái xanh mitilen đấy và có thể tắm sử dụng cái những cái nước lá như là rau chân vịt hoặc là những cái kinh giới hoặc xài đất để chúng ta có thể lau rửa người cho các bé để giữ gìn sạch sẽ cái vệ sinh da cái các nước đó thì các nước lá đó thì cũng là cái nhiệm vụ là giữ gìn cho cái chống cái sạch sẽ cho vệ sinh cho da thôi chứ còn cũng không có gì đặc biệt cả. Thế và với những cái này thì nếu như thông thường hầu hết thông thường thì các cháu bé đều vượt qua ở cái giai đoạn này với những các biện pháp mà chúng ta sử dụng thế tuy nhiên có một số các cháu bé khác có thể là có cái nhiễm trùng nhiễm trùng thì đầu tiên chúng ta có thể quan sát thấy nhiễm trùng ở các khu vực mà nổi cái bọng nước đó thì nhiễm trùng ở cái bọng nước đó hoặc là những cái nhiễm trùng có thể toàn thân lên nếu mà khi một cháu bé bị thủy đậu mà chúng ta thấy các tình trạng của bé như là tình trạng nổi mụn đặc chẳng hạn, mụn nước đục chẳng hạn hoặc là cái sốt toàn thân sốt cao lên chẳng hạn hoặc là các dấu hiệu khác như tình trạng ho hay tình trạng tiêu chảy thì đấy là các dấu hiệu của các, các tình trạng bệnh thủy đậu mà có các biến chứng và các tình trạng đó nặng lên thì chúng ta cần phải đưa cháu đi ngay bệnh viện để các bác sĩ có thể giúp cho phát hiện các biến chứng và với những cái biến chứng này thì chúng ta uh, cố gắng xử lý thật tốt thì cháu bé sẽ vượt qua được cái giai đoạn này.